Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em tổng quan về tất cả các sản phẩm về đồ chơi bài lá bịp. Đấy, nhà mình là đại lý chuyên sỉ lẻ cung cấp tất cả các đồ chơi trên thị trường cờ bạc Việt Nam bây giờ. Đấy, thì ở đây đã có rất nhiều những mẫu mã để phục vụ cho anh em đánh bài bịp này. Đầu tiên, đây là kính áp tròng Mỹ này. Đấy, đây nữa là kính áp tròng Mỹ 2020 mới nhất bây giờ anh em nhé. Đấy, và đây là kính Hàn Quốc. Ngoài ra còn rất nhiều những đồ khác là áo đổi bài, ví đổi bài cũng có. Đấy, ví thời trang soi, ví đánh bài, bật lửa đánh bài, hộp gạt tàn những có hết, cả bất kể các đồ gì mà liên quan đến bài lá bịp thì anh em đều có hết. Thì anh em alo trực tiếp qua số hotline. Thì hôm nay mình sẽ làm chuyên sâu về cái máy đánh bài mã vạch bịp 2020 bây giờ. Đấy, mình sẽ chuyên sâu về cái đồ này, nó là đẳng cấp nhất bây giờ. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em và hướng dẫn anh em cách chơi và sử dụng như thế nào. Đấy, thì trên tay tôi đây là chính là cái điện thoại iPhone X Max 11. Nó có thể đánh bài, đánh chắn bịp. Đấy, miền Nam thì anh em có thể đánh lốc, đánh xì tố, xì rách, xì tẩy được hết. Miền Bắc thì anh em chơi sâm phỏng liên qua cây và có thể đánh chắn luôn. Và điều đặc biệt nhất anh em lưu ý là xem được clip này là nhà mình nay đã có thể cài trực tiếp phần mềm đánh bài bịp vào máy cho anh em, nhưng không phải là mua máy nữa. Thì anh em nào đã có điện thoại smartphone thì anh em chỉ cần alo mình sẽ gửi link và cài trực tiếp cho anh em vào máy. Hỗ trợ là máy iPhone, Oppo và Samsung, bất kể máy gì mình cũng sẽ làm được cho anh em. Thì sau đây mình không mất thời gian, anh em nữa sẽ vào việc và thử máy, test máy luôn cho anh em. Đấy, thì dùng sạc và sạc iPhone luôn, máy như là bình thường luôn. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ mở máy vào này. Anh em chơi thì nó có một cái mã riêng cho anh em thích lấy mã như nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ chơi thử luôn là cái trò là liêng này. Ở miền Bắc anh em hay đánh liêng, chế độ 5-6 người hay 7 người, 8 người được hết, không căn cứ vào số lượng người chơi. Thì đây là mình sẽ thử là chế độ là 4 người và để chế độ loa. Nhưng khi em chơi anh em đeo tai nghe nhỏ như hạt đỗ, để trong tai chỉ có một mình em biết thôi. Mình sẽ thử luôn này. Máy này là để ngang, để dọc, để cao, để thấp, báo hết cho anh em nhá. Thì mình đây là để chế độ là 4 người này. Mình sẽ chia thử một vài ván để cho anh em cảm nhận là cái tổng kho xỉ lẻ bài lá bịp nhà mình như nào. Mình thử luôn anh em này, đặt này, báo luôn này. Máy báo số 1 này, thì anh em bỏ đi một cây này. 4 người này anh em chia thì bài mình nó là cao nhất này. Bỏ đôi, tôi bỏ trong teo này. Chia lại này, chuẩn đét luôn này. Máy báo số 3 này, bỏ đi 3 cây này. 3 cây này chia này, 4 cửa này, 8 điểm này. Anh em đấy vô địch chưa? Chuẩn đét 100% này. Sau đây mình sẽ để là chế độ 5 người này. 5 người thì anh em chỉ cần ấn lên cái nút này thôi. Đấy, anh em thấy nó tinh vi chưa? 5 người này anh em bỏ đi là đặt cái báo luôn này. Máy báo số 3 này anh em bỏ đi 3 lá. 1, 2, 3. Đấy, làm rất thao tác rất nhanh. 5 cửa, 8 điểm này. Chuẩn đét 100% luôn anh em thấy chưa? Thì sau đây mình sẽ thử cho anh em là đánh ván một ván 3 cây này cho nó nhanh này. 3 cây để anh em bỏ hết cái đầu hình đi này. Đánh 3 cây. Với máy nó có một cái mã riêng. Đấy, máy này thì anh em là đánh là độ chuẩn của nó đạt là 100% luôn. Không sai, không xuyến. 3 cây, khi nào mà anh em chơi 3 cây thì anh em phải thoát ra trở về như này. Anh em sẽ vào cái mã chơi 3 cây của nó là 8222 chẳng hạn thế. Ở đây là chế độ 4 người này. Bốc cái, anh em cứ bốc cái này. Bốc cái là bài anh em cao nhất, hoặc là nó có thể là báo là chế độ là báo bài nào ta cao nhất. Đặt cái là báo luôn anh em này, tốc độ báo bài này. Đấy, 3 4 đều được. Đấy. Đây anh em nhìn là báo bài luôn này, đặt cái báo luôn này. Đấy, báo luôn này. Báo luôn, báo rất nhanh, mình thử cái độ báo cho anh em. Đấy, 6 lá này, mình bỏ đi bốc 6 cây này. 5 là nhất, 5 này, bài tôi cao nhất này, chia 4 cửa này. Chuẩn đét luôn, 6 điểm cao nhất. Chia cho anh em một ván nữa này. Máy báo số 3 này, bốc 3 cây này, lật cái lên này, bẻ cái đối này, cái đối bên này này.
thì bài mình vẫn là bài cao nhất, 6 điểm cao nhất này. Thì đây là chính là cái máy đánh bài mã vạch 2020, công nghệ đẳng cấp nhất 2020 bây giờ. Máy này là có hỗ trợ phần mềm là cài trực tiếp vào smartphone của anh em. Đấy, nó đẳng cấp là như thế. Thì anh em nào mà mua hàng mà quan tâm đến sản phẩm thì anh em alo trực tiếp qua số hotline là 0967544444. Đấy, nhà mình có rất nhiều những mẫu mã đồ bài lá bịp. Lưu ý với anh em là giá rẻ nhất thị trường bài lá bây giờ. Ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe Giáp Bát. Miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông. Anh em nào ở xa mà không đến mua hàng được, mình sẽ test hàng và gửi hàng trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip.